Khi mà nó cứ bất kỳ lúc nào mà nó thấy người đi qua thì nó sẽ bảo tao là công an rồi. Nó sẽ hơi lép một tí các bạn ạ. Còn cái máy này cho hai con này không có nhau được không? Hello, xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong video lần này của Lee. Và hôm nay thì là ngày mùng 3 tháng 1 và đây là video quay đầu tiên trong năm 2021. Ngày hôm nay thì chúng ta có một vị khách mời rất là đặc biệt ở đây. Thì Linh nghĩ là đa phần mọi người biết là ai rồi đúng không? Đấy chính là anh Dũng. Hello mọi người. Anh nói to lên, các bạn nghe thấy được. Anyway, thì hôm nay như mọi người thấy trên title á, thì Linh nghĩ là chắc là phải ai thực sự là tìm hiểu về những cái món đồ gia đình, thiết bị gia đình, công nghệ thì sẽ thích cái video này hơn là các bạn hay thường xuyên xem beauty của Lee. Bởi vì là sắp tới thì bọn mình có chuyển nhà và vào cái ngôi nhà mới này thì thực sự mình rất là muốn có những cái món đồ thông minh ở trong đấy. Thế nên là cái thời điểm hiện tại bây giờ này thì mình mới bắt đầu là đang mua một đống đồ để test xem là nếu mà nó cùng cho vào một cái hệ sinh thái ở trong nhà thì nó sẽ kết hợp với nhau như thế nào. Bởi vì mình biết ngoài kia là cũng rất là nhiều đồ thông minh nhưng mà không phải là lúc nào về nó cũng có thể kết hợp được với nhau. Thế nên là Lee thấy là kiểu thôi rồi, bây giờ coi như là mình làm demo trước đi. Mình làm cho cái căn phòng nhỏ này của Lee trước khi mà hai đứa về cùng một nhà thì cho anh Dũng chơi thoải mái, cho anh Dũng tìm hiểu thoải mái. Mình mua bao nhiêu nhỉ? Mình mua phải nhiều. Mình mua mấy món ấy. Em nhớ mình mua có một cái order ở trên Lazada hơn 4 triệu. Xong rồi sau đấy anh còn mua trên Shopee, sau anh còn mua khắp nơi nữa. Mua thêm đống. Ừ, mua thêm đống nữa, nói chung là rất là nhiều. Và kể cả bản thân Lee nữa, Lee cũng thích mấy cái món đồ công nghệ như thế này. Thế nên là ngày hôm nay thì bọn mình sẽ không phải là làm kiểu là hô tất cả những cái món đồ bọn mình vừa mới mua, mà là bọn mình đã dùng qua ít nhất là 2 tuần rồi nhỉ? Ừ, 2 tuần rồi và trải nghiệm rồi. Và sau đây nếu các bạn muốn một cái list cụ thể tất cả những cái thứ mà anh Dũng đã mua trong thời gian vừa rồi mà có thể những món đấy không được nói trong video này thì để hết phần thông tin phía dưới. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ phải đi đến những cái món mà anh Dũng thích nhất đúng không? Thích nhất đi. Thích nhất trong thời điểm này. Trong những cái món mà mình đã mua và bọn mình sẽ đưa mọi người đi theo. Mà tuy nhiên là tại vì nó được công nghệ thì không phải tất cả mọi thứ đều đây được, mà nó sẽ đang ở vị trí của nó rồi. Thế nên chúng mình sẽ đi dạo một vòng với nhau quanh cái hai căn phòng nhỏ nhỏ này của Lee. Và chúng mình sẽ cho mọi người xem những cái món đồ anh Dũng thích và những cái món đồ Lee thích nhá. Ok, đi cùng nhau thôi. Thế thôi. Ok, bây giờ thì bọn mình sẽ cùng đi quanh nhà với bọn mình, bọn Lee nhá. Anh Dũng đã cắm mic vào rồi, điên đảo lắm rồi. Đi thôi, let's go. Ok, mình bắt đầu với cái list đồ này. Thì đây là cái app của Xiaomi. Trong này các bạn hầu như tất cả mọi cái đồ chơi ấy, thì các bạn sẽ cho hết vào trong này. Thì có thể là điều khiển trên này, hoặc là nếu mà mình muốn thì mình có thể setup để chạy bằng Siri. Có thể là Hey Siri, turn on the light. Thì đèn nó sẽ bật. Thì trước tiên mình hãy đi vào cái cam đi. This is a cam. Rất bé, rất nhỏ nhưng mà góc rất là rộng. Mọi người có thể thấy này, rộng cực kỳ luôn, cả căn phòng có thể soi được hết. Nó khác với những cái khác của Xiaomi là nó chống nước. Thì các bạn có thể để ngoài trời, để trên tường, gắn trên tường. Mà gắn rất là đơn giản luôn, không cần phải khoan hay gì cả, mà nó sẽ chỉ có một cái miếng gọi là kim loại bạn dính lên tường hoặc là dính lên đâu đấy. Sau đó là cái này nó cũng lại dính nam châm vào cái đấy. Xong cái này nó lại dính nam châm vào cái này. Ok, thì rất là dễ để mình chọn góc. Thì cái này nó không di chuyển góc được, mà sẽ chỉ một góc cố định thôi. Nhưng mà Xiaomi cũng có vài cái khác đấy, nó cũng thay đổi được góc. Nhưng mà em thấy cái này góc rộng á. Yeah, cái này rộng á. Và cái đấy thì chỉ cần mở app lên là xem được. Tôi còn nói được đúng không? Nói. Thậm chí còn đặt được cả, ví dụ nhá, các bạn có thể làm cái này là để trong phòng, hoặc là để trước cửa nhà, sau đó là ghi âm một đoạn, ví dụ như là tao vừa báo công an ở đấy. Thế là khi mà nó cứ bất kỳ lúc nào mà nó thấy người đi qua ấy, thì nó sẽ bảo tao báo công an ở đấy. What? Đấy là chức năng gọi là gì nhỉ? Chức năng security là bảo vệ. Ok, tiếp. Đây là cái favorite đèn của mình. Here. Thì đèn này là đèn thông minh. Nên là các bạn có thể bật nó lên, ấn nút bật lên. Ok. Ở đây thì mình đã setup nó với Siri. Được cái hay của Xiaomi ấy là nó có một cái hệ sinh thái
rất là nhiều hãng khác nhau nhưng mà chủ yếu là toàn ở Trung Quốc. Video này không được quảng cáo bởi Xiaomi nha các mọi người. Yep. Thì ở đây đèn mình có thể là kết nối với Siri. Các bạn sẽ phải vào phần custom này. Xong ở đây mình đã setup hết rồi. Ví dụ như là movie light hoặc là reading light. Mình sẽ trên này khi mà ấn vào Siri ấy, các bạn có thể đặt được các cái tên cho nó. Khi bạn đọc Hey Siri reading light chẳng hạn thì nó sẽ chuyển sang reading light. Hey Siri reading light. Hold on. Wow. Hoặc là movie light như lúc nãy. Hey Siri movie light. Hey Siri, candlelight. Nếu mà bạn không muốn cài đặt sẵn những cái đó thì các bạn có thể vào đây. Sau đó là mình có thể chỉnh độ sáng này, hoặc là màu này, hoặc flow này thì nó sẽ chuyển màu liên tục. Hey Siri, bedside. Tiếp theo nhá, mình sẽ đến một cái gọi là motion sensor. Sensor này là nó sẽ khi mà mình đi qua nó sẽ ghi chép cái chuyển động của mình, nó phát hiện ra và mình có thể cài đặt trong cái app này. Làm sao để ví dụ các bạn đặt là nếu mà có người đi qua thì nó bật đèn chẳng hạn, hoặc là có người đi qua thì nó sẽ báo chuông chẳng hạn, có rất nhiều thứ khác nhau. Và cái máy này cho hai con này không cãi nhau được không? Anyway, motion sensor thì nó nằm ở đây. Đây thì có thể bóc ra mình dán lên tường hoặc để đâu đó. Cái này có hoạt động thế nào không? Cái này thì mình dùng hơi ít này. Chỉ có là mình nghĩ là khi nào mà chuyển sang nhà mới thì mình sẽ gắn vào ngoài cổng. Đặt Xiaomi thì mình rất muốn là ví dụ nằm trên giường, bởi vì công tác nó nằm ở đây với cả công tác nó nằm bên kia. Thế nên là mình rất muốn là kiểu nằm trên giường có thể là Hey Siri, turn off the light. Mọi thứ nó có thể tắt đi. Vì cái này ấy, mình nó có 6 nút. Và mỗi nút này các bạn có thể một click này hoặc là hai click này, nó lại một chức năng khác nhau, hoặc là thậm chí là long press tức là giữ, thì là các bạn sẽ nhân 3 nhân 6 lên 18 chức năng khác nhau. Cái này là lệnh mình tự làm, mình sẽ không? Phải tự đặt trong app. Thì cái này phải tùy thuộc vào cái sự sáng tạo của mọi người thôi, là mọi người muốn lười tới mức nào thì mọi người sẽ setup theo như thế. Ok, cái này hay ở chỗ này. Nó là wireless switch, thế nên là mình có thể take out cái này và nằm trên giường vẫn bấm được. Đây cũng là một cái phẩy. Nhưng mà làm sao nào thì có ổ điện đâu, anh kết nối được gì? Đây là công tắc dán lên tường chứ không hề là khoan gì nha. Nhưng mà thế nên ý, là nó không gắn trực tiếp với điện mà nó sẽ dùng pin. Và nó sẽ, nếu mà muốn sử dụng được nó thì sẽ phải đặt các câu lệnh ở trong phần mềm. Nhưng mà cái này phải sạc à? Không, nó lâu lắm. Nó luôn cái này đi. Cái này là nó đơn giản thôi, nó chỉ là một nhiệt kế thôi. Nhiệt kế. Nó sẽ cho nhiệt độ này, cho độ ẩm này. Nhìn thì rất là bé, không có chức năng gì cả, nhưng mà một lúc nữa mọi người sẽ hiểu cái hay của nó ở chỗ nào. Công tắc này công tắc đèn. Thì rất là tiếc là cái thường cái công tắc đèn ở Việt Nam ấy thì là nó sẽ là hình chữ nhật. Thế nên là hôm trước mình tức quá mình lấy cái đèn ra và mình thay bằng cái này. Thì tất cả các cái của Aquara, đây là một hãng thuộc của Xiaomi, nó hầu hết là công tắc vuông. Cái này ấy, thì sẽ phức tạp hơn những cái đồ khác nhá. Là ở chỗ nó sẽ phải lấy điện trực tiếp từ dây. Cái này mình khuyên là nếu mà ai mua thì nên hãy nhờ những người nào mà biết về điện. Hai công tắc rất đơn giản, ấn vào thì nó sẽ bật như bình thường. Nhưng mà cái công tắc này nhá, thì nếu mà dùng công tắc không như này ấy, thì thực sự nó rất là phí. Nhưng bình thường nó chả có gì khác biệt so với công tắc bình thường cả. Nhưng mà mình sẽ phải kết hợp với ở đây mình cái cục này này. Nó gọi là gateway. Đối với những cái đồ Xiaomi mà nó ghi chữ wifi ấy, các bạn để ý, thì tức là chính cái đồ đấy nó sẽ kết nối trực tiếp với wifi và nó kết nối với phần mềm Xiaomi ở trên máy các bạn. Thì không cần phải một cái gì khác, nhưng mà ví dụ như cái công tắc vừa rồi này, hoặc là cái motion sensor bé tí này lúc nãy này, thì nó không có wifi, thế nên là nó sẽ phải dùng bluetooth đấy, thì nó cũng không kết nối trực tiếp với cả điện thoại mà nó sẽ phải đi qua cái gateway này. Thế nên là nếu mà các bạn muốn dùng nhiều đồ ấy thì chắc chắn phải mua một cục này. Nó sẽ giúp các bạn là nhận lệnh, ví dụ là từ motion sensor nó sẽ chuyển lệnh về đây,
nó kết hợp với cái đèn chẳng hạn, nó tự bật đèn, thì các bạn sẽ phải cần cái cục này. Nhưng mà bởi vì là nó chạy qua Bluetooth xong lại chạy qua mạng nữa, thế nên là bao giờ các bạn ấn một nút hoặc ra một câu lệnh thì nó sẽ phải chờ khoảng độ tầm 2-3 giây thì bắt đầu đèn mới bật. Okay. Cái này nó nhìn khá là giống cái này, màu đen. Ừ, giống vãi. Nó là Xiaomi Universal Remote, tức là điều khiển từ xa mà dùng được cho rất nhiều nhiều đồ. Ok, remote control. Thì trong này này, ví dụ nha, mình cài được cả điều khiển cho điều hòa này, xong cho cả TV này. Nó sẽ ở trong này ấy, là nó sẽ có thể phát được ra cái sóng hoặc là cái tín hiệu của những cái điều khiển bình thường. Nhưng mà ở trong này thì nó đã nhập tất cả những cái models khác nhau rồi. Thế nên là hoàn toàn có thể cho rất nhiều thứ vào đây, từ loa, từ quạt, từ DVD player, từ TV, từ water heater, có thể là có đèn, rất là nhiều thứ khác nhau. À, cái này là thực ra là cái mình nghĩ là đáng tiền nhất. Mình có thể đặt câu lệnh là bật vào Netflix chẳng hạn, thì mình có thể là Hey Siri, movie time. Ồ, bật luôn. Từ từ nó sẽ chuyển tiếp này. Đấy, nếu mà đang ở một cái khác nó cũng sẽ chạy vào Netflix. Đây này, bây giờ mới là lúc nó sẽ phát huy hết tác dụng, là mình ngồi một chỗ, mình có thể bật được mọi thứ. Đèn bên ly này, ok, đèn bên mình này, nhìn này, có thể bật điều hòa này, ngồi một chỗ, nó hiện cả nhiệt độ rồi các chế độ khác nhau nữa, ok, bật điều hòa này, búp, hai cái lên rồi, hầu hết là sẽ có tất cả các chức năng của điều hòa hiện, điều hòa bình thường. Okay. Hoặc là như mình nói lúc nãy là có cái đo nhiệt độ này, hoặc là đo độ ẩm này, thì hoàn toàn có thể set một cái automation, là một cái tự động của nó, là cứ xuống ví dụ 23 độ thì nó sẽ bật điều hòa ở chế độ nóng chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà như thế thì lúc nào cũng phải có cái điện thoại trên người? Nó cũng không hẳn. Nếu mà các bạn hoàn toàn các bạn có thể, một khi là đã để cái automation rồi ấy, thì nó cứ đến cái nhiệt độ đấy là nó sẽ bật thôi, chứ cũng không cần mình phải ra lệnh nữa. Hoặc là nếu mà các bạn muốn có nhiều sự kiểm soát hơn thì các bạn có thể tự đặt chế độ Hey Siri. Bây giờ thì chúng mình sẽ đi đến hai cái thứ khác mà Linh muốn khoe mọi người ấy. Nó hơi liên quan đến con gái chúng mình hơn, beauty hơn. Bên cạnh những cái mà anh Dũng đã khoe rất là công nghệ, rất là Linh nghe từ đến giờ Linh cũng không hiểu gì đâu, nên Linh để cho anh Dũng tự làm hết. Ô, mình còn thèm một cái nữa các bạn ạ, là cái rèm, nó có một cái rèm là rèm tự động nữa. Hình như là 3-4 triệu. Ok, bọn mình đi sang phòng tắm. Cái đấy thì anh Dũng có thể introduce được, nên để anh Dũng introduce nha. Đây là cái để cất bàn chải. Đó, để được 4 cái. Và mỗi khi là mình đánh răng xong này, thì khi mà để vào đây này, thì nó sẽ có một cái đèn ở trong. Tức là mình sẽ đóng xuống, nó đếm 300, tức là nó sẽ bật cái đèn đấy đếm ngược trong vòng 300 giây. Và nó sẽ bật cái gì nhỉ? Nó UV light. UV light. Khử khuẩn. Nó sẽ khử hết khuẩn. Và nó làm khô bàn chải. Thế mặc nên dù là bàn chải thì cứ 3 tháng mình lại phải thay một lần, nhưng mà vẫn cần trong phòng việc hàng ngày mình răng. Đồng thời ở trên này này, mình sẽ để được hai loại. Mình thích loại này. Nên là hai đứa có thể để hai cái loại kem đánh răng khác nhau, và khi mà cần ấy thì sẽ cho vào đây, ấn cái ra vừa phải luôn, vừa chuẩn luôn. Và ở đằng sau này ấy, thì nó có cái cổng USB để cắm để mình sạc. À, nhưng mà khuyên mọi người một cái như này này, là khi mà lắp lên ấy thì mình sẽ phải để một cái miếng nhựa như này, thì nó cho kèm mình là cái miếng dán. Nhưng mà thực ra khi mà để hai cái kem đánh răng nặng như này ấy, thì bọn mình đã bị rơi hai lần rồi. Thế nên là bắt buộc là bây giờ bọn mình sẽ phải bắt vít vào tường. Và mình khuyên mọi người nên để thế, nếu không là lúc mà rơi thì nó sẽ vỡ mất. Ừ, mà rơi là hỏng luôn á. Hay à? Dạ. Ok, và đó chính là video chúng ta ngày hôm nay. Thì hôm nay bọn Ly đã đưa mọi người đi quanh khoan vòng nhỏ nhỏ của Ly, cũng như là những cái món đồ công nghệ bé bé xinh xinh nhưng mà lại khá là hay của anh Dũng đã phát hiện ra trong thời gian vừa rồi, giúp mình lười hơn rất là nhiều. Ngồi một chỗ làm mọi thứ luôn. Buổi tối Ly rất là hay ngủ quên, thế nên là toàn đèn bên đấy, đèn bên của Ly mình không tắt được. Thế là Siri,
bùng phát thế là tắt. Đấy, nói chung là nó sẽ tránh được rất là nhiều những cãi nhau nhờ vì thói quen đi ngủ. Nhưng mà thực ra là mọi người cần phải chú ý như này này, nếu mà khi mà mua ấy, thì phải tìm hiểu rất là kỹ, đến lúc về nó không hề thông minh chút nào, như một công tắc bình thường. Thế là thôi, là vứt đấy, không biết làm gì. Sẽ có những cái món mà mình bị mua hớ hoặc là mình bị mua không chính xác, thì anyway bọn mình cũng đã để đầy đủ tất cả link những cái món sản phẩm bọn mình chính cái nơi mình mua cho mọi người phía dưới. Còn nếu mà bên nào mà bọn mình không thấy recommend, mình sẽ không để link nữa cho mọi người nha, cho an toàn ha. Đấy, còn thế thôi, video đến đây là hết rồi. Hy vọng lần sau sẽ gặp lại anh Dương trong những video liên quan đến gia đình tiếp theo, và hy vọng ở trong ngôi nhà mới thì em sẽ càng lười hơn và không phải động tay động chân cái gì mà cứ tự động nó sẽ làm. Chắc chắn là sẽ có nhiều đồ hơn. Chắc chắn sẽ có nhiều đồ hơn đấy. Thế thôi nhá, bye bye mọi người. Bye bye. Hi hi. Mwah.